Đây hôm nay lại thịt vịt nhiều hơn là bún. Ờ, còn nguyên một nồi nửa nồi luôn nè. Anh nghĩ thích thôi chứ được rồi. Làm đơn chuyện đó. Này là ăn chơi có trách nhiệm nè, đó. Trời ơi. Điều người vậy quá, điều người quá. Cái này gọi là ở đây là nhiều lúc trong cuộc sống vậy á. Ok, anh em đi tới đâu chơi thì phải làm thành nhau thôi, đúng không? À, thật sự mà. Người ta nấu ăn cho mình rồi, bây giờ mình phải hả vậy. Là để trong nhà rửa nó kỳ quá. Đấy, phải nặng cái gì bỏ á, anh nút rửa lúc nha. Nguyên đâu biết câu. Xin lỗi Nguyên. Con nhớ con vợ hai con ở nhà ấy Nguyên. Con. Không ép nha, không ép đó. Hồ đóng gara luôn nè. Cái dùng ở bên này ở nhà không có basement giống như bên xứ lạnh. Đó, tại vì ở bên này ở dưới đây mà đào xuống xíu là có nước. Tại vì ở đây dùng biển. Biển. Đã xoay một cái nhà hai giờ. Khu này là giống như cái nhà của mansion á, mấy nhà thấy không? Dạ. Có làm được. Có mấy căn. Dạ. Đủ thôi. Okay, bây giờ mấy chú cháu bắt đầu sẽ lên đường đi ra tàu rồi bắt đầu mình sẽ đi câu nha mọi người. Anh Dũng đừng cố chấp nha. Coi nè. Vợ với ba con ở nhà đó. Wow. Đó. Đó. À, đây dân là dân kéo tàu nè. Ủa, super duty nè. Super duty. Chiếc này cao ta. F350 luôn kìa, kéo mạnh rồi, chiếc này kéo mạnh rồi. Con này tha hồ mà kéo luôn. Bên em lên đường đây. Xe có bắt khởi chạy trước nha. Ủa, chiếc đó mà kéo này khỏi nói luôn á. Thì cái nhà này là để bão tới là bắt khởi kéo nhà đi luôn á. Đây bây giờ đi ra biển nha, tại vì tới hôm qua ngủ không có đủ giấc. Bây giờ phải dùng thuốc say sóng. Thuốc này nó có nè. Ok, say máy bay. Máy bay ha. Tàu, tàu. Không. Xe ha. Còn bên này không có là nó giường đó. Đó, mỗi okay. uống một viên thôi, thấy không? Lấy cái này ra cắn cho dùng. Bỏ vô. Phải uống nha các bạn, người già, người trẻ gì đó đi ra ngoài nó dập riết rồi cũng phải uống thôi. Đi ra ngoài biển á mà không có sức khỏe, ngủ không đủ, bất cứ ai có sức khỏe cỡ nào cỡ mà ngủ không đủ á. Ra đó là nó cứ đứng như vậy nè. Bồng bền, đó, bồng bền là ói ra hết. Dạ, đâu có câu được gì nữa. Đó, vậy đâu có câu được gì nữa. Đây, có một cái chùa, trung tâm chùa Phật giáo Vạn Hạnh. Chỗ này là chỗ Việt Nam này, không Việt Nam này. À, quá bên kia là quá. Ô, trời, quán Việt Nam luôn nè. Ba miền, bốn miền, gì nè, Minh Ánh. Bánh mì, bánh mì, bánh mì. Em ơi, nếu mà anh vô trong này toàn là đường tên tiếng Việt không? Ồ, đó, đó có bà ngoại bên kia không? Đó, mọi người thấy bà ngoại bên kia không? Cái này là làng... Ngoại! Sao ngoại bỏ con ngoại đi vậy? Bà ngoại! Cái này là làng cái làng rau. Làng rau hả? Vậy là trồng rau không anh? Cái thời xưa là cái nhà thờ nó sponsor khoảng cỡ 30-40 hộ người Việt đầu tiên về đây rồi bắt đầu họ trồng rau họ bán cho cả nước Mỹ á. Bây giờ ai vẫn giàu hết. Đây là quẹo vô trong này là tên tiếng Việt không? Là đường tên tiếng Việt không đúng không? 2000 mấy cái nhà toàn là rau. Wow. Kìa hoa nhìn là biết người Việt Nam rồi đó, giàu. Hoa lá cây hè. Đó trong đó là toàn người Việt Nam ở không? Thay chuối không, không có người nước ngoài luôn. Wow. Tên tiếng Việt luôn trong đó luôn á. Đường tên tiếng Việt đó. Wow. Thì mấy người này là người ta làm rau, trồng rau cỏ là người ta để mối qua bên cho cái tiệm phở của anh Mỹ với nhà hàng của Dũng đó nha. Đó. Bởi vậy hai người này mới giàu ly đó. có cái nhà thờ thiệt là lớn ở trong đó đó. Dạ. Nhà thờ Việt Nam bên này cũng có đạo nhiều lắm á. Ừ. Cái này là làng rau của Việt Nam đầu tiên. Gọi là làng rau luôn hả? Họ trồng rau đồ. Ok mọi người, làng rau ở New Orleans của Louisiana nha. Ồ, có Đông Phương Restaurant nè. Lớn khu trên này khu Việt Nam ha. À, nhà Việt Nam thôi. Ờ, Tô Châu nè, khu này Việt Nam không đó. Tiệm vàng, ồ, đây có tiệm phạn nữa hả?
Không, khu này của Việt Nam, bên kia cũng là Việt Nam. Mà nó gì quá ha. Ừ, lâu rồi. Wow, có neo đó kìa, ở đây cũng có neo nữa. Đây nè, Movie Home đó. Ai nói mấy người đó ở qua bên Mỹ đó. Giờ khu Movie Home bên này nè, thấy chưa? Ở bên đó đó, nhìn thấy cũng te tưa hết rừng. Bị mấy cái vụ bão vừa rồi, người ta cũng chưa có kịp mà để mà sửa chữa lại hết. Mobile home là gì chú Điền? Mobile home là cái nhà mà giống như mà đúng là nhà lưu động á, nhà mà thí dụ mà nhà kéo đi vợ chồng mà giận nhau á là chồng kéo nhà, vợ kéo nhà. Đó. Mobile home là cái nhà mình kéo đi được nha mọi người. À, đó, đó xe ra cho mình. Đây, ok, mới tới nhà hàng Đông Phương Restaurant. Vô đây mì không? Bánh mì đi. Mình vô mua bánh mì không nha. Đây là anh Khởi ở chuyện. New Orleans cũng là mà trên 30 năm rồi đó. Chuyện làng dày. Bây giờ hỏi anh Khởi là cái vùng ở đây á, là người ta làm cái gì, cái quan trọng nhất là cái gì để người ta mưu sinh đó. Mưu sinh. Làm biển với lại họ nghề neo thì ở đâu cũng giống nhau rồi. Dạ. Nhưng mà nghề biển với lại ở đây nó kêu bằng đi offshore là mấy người Việt Nam mình làm hàng hàng đó nè. Dạ. Hải sơn, đại hàng mấy cái giàn khoan á. Dạ. Rồi những cái tàu đóng tàu, hàng đóng tàu. Dạ. Nên sơn cũng tàu. Nhiều với sơn tàu. Dạ. Dạ. Sơn tàu. Sơn. Việt Nam mình giỏi mấy cái đó. Tại vì ở đây em cũng có ông cậu, ổng làm mà về bên sơn mấy cái tàu mà tàu lớn á. Dạ. Yeah. Sơn tàu thiệt đúng không? Sơn nghĩa đen luôn đúng không? Dạ. Chứ không phải là nghĩa nghĩ bóng nha. No, sơn tàu thiệt. À ha. Không, sơn một con tàu như vậy mày cả mấy tháng trời á. Sơn tàu nha. Dạ. Mình làm một cái build một cái tàu mấy năm hết chứ. Yeah. Mấy cái tàu chiến á. Mấy cái tàu. Ở đây đúng rồi, build tàu chiến cho Mỹ mà. Dạ. Build ở đây là có cái bay để build tàu của Mỹ mà, build tàu từ gọi là tàu mấy cái lớn con dương hạm của Mỹ, con dương hạm chưa gọi tàu hạm đội á, hạm đội hạm đội này kia là build ở đây chủ farm á, gần mình đi vô đó mình là mình có tàu mình xin license, gần đi vô đó mình đi lấy oyster thì khi mình lấy lên á là một bao vậy mình nó trả cho mình 200 đồng. Mình có thể làm được khoảng 40 bao, làm khoảng 800 đồng. Nhưng mà cái tàu vậy đó một ngày là người Việt mình phải nhảy xuống mò mà sò nước nó khoảng dây này thôi. Những cái tàu sò nó có cái cào nữa, cái cào xuống nhiều lắm thì mà chủ dựa nó trả lại cho mình thì chủ dựa nó bán bao đi 40 đồng hay là 50 đồng vậy, thay vì nó mướn mình thì giống như mình vô farm nó mình làm. Không, ở đây có mà bên Biloxi á, cách đây cũng là mười mấy năm á, cũng được có ra bển. Buổi sáng á, là anh mấy đứa con gái á, hay là mấy người mà là đi làm đi bốc con oyster ra bỏ trong cái hũ á. Đó anh già, bên Biloxi nó làm nhiều cái đó. Yeah. Tay tội nghiệp lắm anh Mỹ, tay rồi chạy hết trơn rồi, rách hết trơn á. Không có bao tay không? Tại vì cái đó nó làm nước nó khó, nó bao tay lắm. Và mà lọc, thí dụ bây giờ mỗi một cái trang nó vậy nè, nó cũng có chừng 20 con, thì anh lọc nó cứ bỏ vô bỏ nó đấy nó tại chợ nó có mấy cái đúng rồi đó, cái hồ đúng rồi, là hồ đó, đó. Yeah. Bao nhiêu công hồi sức xưa. Yeah. Người Việt Nam mình làm ở đó nhiều lắm, bên Biloxi. Yeah. Yeah. Còn New Orleans đó thì mới tới chưa biết. Vậy tính ra là dân Việt Nam mình ở đây là làm về hàng tàu với lại sơn tàu kia nhiều. Yeah. Với làm bên hải sản cũng nhiều. Ừ. Yeah. Mọi thứ liên quan tới ngành biển. Ở bên này thì làm neo thì nó cũng hơi chậm lắm đó, tại vì bên này là nó sơn mấy cái móng khác không à, chứ nó không có sơn móng neo. Tại vì đi làm biển mà tay chân làm sao để neo đẹp được đó. Bởi vậy mấy ông bên này đi ra nó không có tìm những móng đỏ đâu. Đó, mấy ông đi làm biển ra là vô casino không à, đa số á. Casino ở đây cũng nhiều chứ. Không, có đó cái sự thật nha anh Dũng. Thì thường mới đi biển về đó, về bỏ oxy thì gì đó, nó lấy tiền ra hết. Làm việc đi ra ngoài biển với chừng 2 tuần hay là 1 tháng vậy đó. Ô, đi về có tới hay xong. Dạ. Mỗi lần đi biển như vậy đó. Đi biển là em phải đi, em lên chiếc tàu xong là em phải đi ra ngoài đó. Khi nào mà cá nó đủ nó về thì nó về. Đó, thì em đi ra ngoài đó lâu quá rồi nó buồn á. Cái bắt đầu kêu một cá là em nhảy lên cái là vô sòng bài chơi, uống rượu, nhậu rồi cờ bạc. Rồi cuối cùng là xác nào cũng banh hết. Rồi bắt đầu hát bài Di Mạnh. À, mang bao một cái đỏ đen. Mấy đứa đi biển lần cả tháng mấy
buồn buồn cầm nguyên đống tiền chẳng biết đi đâu, cầm nguyên đống tiền tay là tiền mặt không à, đi trở lại rồi đi hai tuần là mát. Thôi thôi là đi bao lâu? Tùy theo tàu lớn tàu nhỏ, nó có tàu nhỏ thì mình đi tuần, tàu lớn nha, lớn hơn tí xíu là 2 tuần, 3 tuần, tháng, 2 tháng. Có nhiều tàu phi giờ đi 2 tháng mới. Wow, có tàu phi giờ. Cá ngừ đi cả tháng. Tùy theo tàu có phi giờ hay không? Tùy theo tàu có nhiều cái. Ông có ông kia ông đi lâu lắm á anh Dũng. 2-3 ngày thôi nhiều. Đó. Tàu nhỏ. Ông ra đó ông đi luôn á. Anh Dũng đừng có đi nha, anh Dũng ở nhà cứ làm nhà hàng phở hết Dũng. Anh Dũng đừng có đi, anh Dũng đi biển, anh Dũng đi luôn rồi khổ nữa, mất công cũng phải đi tìm anh Dũng. Làm cái bánh giống bánh ngọt kìa, nhỏ kìa, mà nó bán một cái 20 đồng, biết 20 đồng chắc nó lời khoảng 18 đồng chứ mấy. Mà đó. Người ta ghét lai á, Mỹ nó ghét lai dài nè. Đông Phương là nổi tiếng nha mọi người, cái bánh á Đông Phương á là cái này là cái nhà hàng của Đông Phương, còn như ở bên này á là nhân công, thí dụ ai làm gì ở là chúng ta cho phòng ở luôn á. Wow. Yes, à ha, dạ. Đó là nguyên cái nguyên khu đất này là của ông chủ luôn. Wow, nhìn nó buồn quá ha. Cái traditional hả? Vậy là traditional mỗi năm nó về nó mua hay sao? Dạ, yeah, mỗi năm là cái bánh nó nổi tiếng của ở đây, nó hình có hình xanh của Phương Phò đó. Đó. Nó là phiên khác mà bán dầu. Mỗi năm làm mùa đó thôi là ngày mùa được. 3 tháng. Mà ở đây là chỉ có mình chỗ này làm hay là mấy chỗ khác nó cũng có bán? Tại đây nó nổi tiếng, nó lâu năm quá. Mà có mấy cái bên West Bank mình cũng có một cái. Mỹ nó cũng có nhưng mà nó làm không lại Việt Nam. Mà bánh cái bánh Việt Nam mình làm ngầu hơn. Bỏ nhiều thuốc ở Trung Quốc chắc có. Chắc có bột ngọt sao. Chắc có bột ngọt. Có bột ngọt. Bỏ bột ngọt vô nhiều. Bột ngọt thì đúng không? Mình chụp bánh rồi. Nó ăn nó mời bột ngọt chứ không phải mời cái bánh. Hôm qua có anh em tính lấy hotel cho mấy người á, nhưng mà tại nó mới sắp với lại casino. Nó có seafood ở đây, coffee của nó nổi tiếng đây, bị đen phát tại bỏ bột ngọt nhiều. Mỹ đen đâu biết đâu, không muốn ăn ngọt ngọt ngọt. Anh kinh khởi mà giải thích lúc đầu là nghe xuông khúc còn khúc sau nha. Mà con ma đó nhậu vui lắm. Nhậu karaoke. Ừ, nhậu này kia, hát karaoke, cho đó là vui bá phát luôn mà cười ha ha. Nó cũng là thần bài đó. Thần bài. Em của trong những khóa. con ma nó nhậu vui lắm. Đây bắt đầu là gần tới Venetian đó, tới rồi nha mọi người ơi. Cái cầu hẹp dữ ha. Xấu quá, giờ nó xấu. Không, thấy nó cũng đẹp mà. Cá sấu nó làm gì hammer. Vậy nó ngược đời lại rồi, nó lại đắt tiền. Mà tại sao đặt tên kỳ vậy ta? Để Google hỏi chứ coi ha. Tại sao là con cá mà đặt tên không dùng nhiều đó là tên. Đó, tên Ngọc nè, tên Trinh nè, lum lá hết trơn á không? Không đặt, không đặt tên xấu là sao? Cá Ngọc Trinh được rồi. Finally, nãy giờ chúng Mỹ lái qua ngưng cái Iceland, bây giờ bắt đầu video đó. Iceland hey, Store đó. Iceland Marina. Iceland Store. Không, chỗ này xuống luôn. Đó là xuống tàu đó. Wow. Con chó nữa.
Đó chiếc này nè. Đây, tàu của Bắc Khởi đây. Ok, xin giới thiệu với các bạn, đây là tàu của Bắc Khởi nha. Wow, bự giả man thì chớ. Cái này bự ạ. Chà. Đụng ở đâu ghê vậy anh, đá hả? Đâu, đụng cái ống mà tụi mà nó bơm đá, bơm đất các bạn. Bay mất cái này khác, bay mất cái kia luôn đó. Gây gãy chân vịt luôn thấy không? Trời ơi. Ủa chân vịt này cũng chém mớp hết trơn. Bơm méo rồi nha. À. Cong cái láp luôn nè. Wow. Cái cây này cong cái láp luôn, cong cái cây này thấy không? Lái. Cái này hôm bữa bị đụng nè, đó. Bánh lái bên này gãy luôn rồi. Ở đây đậu lâu mấy con này mấy ốc nó cắn ghê ha. Ăn luôn. Tàu chìm luôn hả? Cái này tàu, cái này là cái tàu, chiếc tàu, chiếc tàu kiển. Tàu kiển, tàu kiển. Ở trên có hai phòng ngủ. Ồ. Liên khai trương rồi. Tám viên ra gì không? Vũ đà. Cái láp luôn hả? Vũ đà. Hôm nay nó thả xuống lại để nó kéo qua bên kia để cho nó sửa. Nó phải bỏ xuống nước lại. Dạ, hôm nay chút xíu nó bỏ. Ừ. Bịt lại để mà nó. Anh Mỹ mà quảng cáo về bánh nó lại bồ không? Bánh làm bồ mà đó này. Cái xe mà đổ bánh này mới là dữ nè. Đó. Ồ, mấy cái đây cho sửa lại. Lại anh. Đó. Bên này là có những người đó, ví dụ mà những tàu hư này sơn sửa lại cũng là long tham, thác long tham lắm. Đó, dân ở New Orleans đây là làm về những cái codfish, rồi oyster, có lobster nữa. Đó, đa số là những cái hàng mặt hàng seafood được đến từ Louisiana. Louisiana. Thuộc bên anh codfish là đó không? Nổi tiếng Louisiana. Hồi xưa mấy chỗ này nó cũng vui lắm. Gió quá à. Trời này mà xuống dưới là ơi. Này vợ nó tìm mấy ngày cũng thấy. Sâu ha. Hồi nãy anh đi trên đường đi á. Đáng lý là hồi nãy là pin với lại anh tốt quá. Đi qua bên đây anh kể rất là nhiều chuyện. Thú vị hả? Là bởi vì nguyên cái khu hồi nãy giống như là khu đầm lầy á, nó là cách đây tầm khoảng mười mấy hai chục năm về trước á, là giống như khu này ghê rồi lắm. Giống như là Mỹ trắng vô, giống như giết người Việt Nam hồi xưa cũng vậy, vô trong đó là bắn xử tại chỗ luôn. Wow. Bây giờ sau bão hết rồi, mù đi hết rồi. Bây giờ là anh nào mà giống như ngầu quá đó là được đi học đại học. Đi học đại học. Là bây giờ là bây giờ không nữa. Còn anh nào làm biến á thì giờ bác sĩ hết. Bây giờ mình đi ra đây. Ok, bây giờ ra đó mua nước, mua đá rồi chạy qua bên chỗ cái tàu tàu câu, tàu câu. Ok. Tàu này thì hư rồi cho nên một hồi nữa phải sửa, cho nên hôm nay anh em sẽ đi tàu bên kia nhé. Chỗ đậu tàu nè. À, tàu lớn, tàu nhỏ, tàu mini, tàu mè, tàu con đầy đủ luôn. Tao treo rồi đó xong tao hạ xuống thôi là ok đây. Tàu lớn. Rồi cần cầu xoay ngoài. Ê, finally, hôm nay anh em sẽ đi con này đi câu nha mọi người. Hai máy V6 luôn à. Double engine. Đó rồi để cá con mà. Yamaha. Hôm nay là tại vì cái đáng lẽ là đi chiếc tàu lớn, nhưng mà hôm nay tại vì trời cũng bị động đó, bởi vì ra biển ngoài khơi xa không có được. Bây giờ lấy chiếc tàu nhỏ này đi câu ở trong cái vùng cũng cách hơi xa chút xíu thôi, chứ không có xa như là cái dự định của anh em đi nha. Đó, có vậy fan là lần sau đó, ha, để mà next time nha. Next time. Rút quậy quá. Ồ, được mấy cái, năm cái luôn rồi trời ơi. Dễ sợ thôi chứ. Đây kìa. Hello chị. Hey. Sao rồi, con mắc chị hai tôi sao rồi?
Nó coi mắt chị hai sao rồi? Đà đang đi vậy thôi. Sao tới với sư lùi thôi. Bởi cháu mình đi ngoài vậy đó. Tạo biển. Đó đi vậy. Mấy cái nút này là gì ta? Thâm lai đèn. Kiểu diêm. Ờ ra bơi. Còn cái người bên trước đổ mà lại khi nó té xuống dưới. Không biết mình chìm nó chìm. Chắc chìm không nổi. Giờ mình sẽ chạy ra đây mình mua đồ, mua đá, mua nước các kiểu nè. Chưa gà xài sống anh giống. Đừng mà áo lạnh được rồi. Giờ nó từng gà. Hay hay. Sướng sướng. À, đây. Cái này ok lắm á. Sao Vinh thấy sao? Ờ vui. Đó ha. Này không biết ra ngoài sập sình nữa. Đó cái này là kiểu mà trôm đàng hoàng nha. Đó. Trời vô đây, vô đây. Thấy hơi kỳ kỳ á. Một cây về quá hả? Một cây nữa làm bằng carbon lưới ha. Cá bự là móc vô kéo lên. Khù quá ha. Ngầu quá ha. Móc với cái mỏ đó ta. Ừ. Móc với cái người. Rồi con nghĩ cái này nhọn lắm á. Nhọn. Ừ. Hai quá là nhọn. Rồi chắc chứ về cái ghé đi mua cây ha. Ừ, làm kỷ niệm chơi. À, làm kỷ niệm của Lucia nè chứ. Lucia nè, yeah. Ồ, để coi đồ chơi cái xe đi đây. Giống như bên mình vậy đó. Đúng loại hết, màu sắc đầy đủ. Xanh, đỏ, tím, vàng. Không bán thần câu ha. Dạ yeah. Có thần câu không ta? Thần câu chắc không có đồ. Không có mấy cái đồ xịn đâu. Câu biển mà. Chơi đôi giày trắng bước ra. Mấy chú cười. Bữa con có order đôi rồi ở nhà. Đôi bus. Này chắc cái quầy bo nè. Cửa rồi, giao dịch. Em trai. Đâu có bạn chứ. Đâu có bạn. Đâu có bạn chứ. Trời ơi. Nút thì họ không ăn chó. Không ăn chó. Đó. Trời dữ hơn. Theo nè. Nãy vô hao dữ. Có mùi không? Lỡ cái kia hết rồi. Đi không? Đi biển chơi không? Đi về cái kia sống nha.
tội nghiệp tàu bất khởi. Thì ông đã có đi câu mình không? Thì để nó xiết ống cái tại cái nước nó bị lứt ngay ngay cái lưới. Mình có cho ông miếng cần gì không? Cho không, không cho, mà tại quay cho ống gì. Tại ống mà cái tàu nó phê quá. Bạn bán Mỹ mà hận thằng bán đồ ngon. Cô đánh hạ xuống sao ta? Ủa, có phòng sướng lắm Dũng. Có phòng ngủ trong đó. Ồ, đã vậy. Hẳn lẽ quá ha. Bác có đi không bác? Đi đi ra, xiết đi, đi luôn. Hận thằng bán đồ ngon á. Đây, chiếc tàu này là cũng của anh Bắc Khởi luôn nè. Bắc Khởi, dạ. Đâu còn người đâu mà nhiều tàu thế. Chiếc này là chạy tốc độ nhanh lắm. Chút xíu nữa là fan sẽ coi nhé. Vì V6 mà double engine nữa. Hai máy. V12 là bằng Adventador luôn đó. Anh Dũng có dừng rớt xuống dưới nha. Dạ. Ai vậy? Dạ. Hello chị. Hello em. Tao khác á. Tao giờ là hello em hết. Mày chỉ giờ xe thuốc đi vô đi, có thuốc không? Thuốc xe sống rồi. Thuốc xe sống ở bên. Ê, bây giờ tấp gần gần vô đây cho bác kia nhảy lên nha. Cái tàu ai mà thắt game á thì fan nó nhiều mà post lên chứ. Có vé lại luôn. À. Rồi. Mở số đứng ngồi sao. Đây đầy đủ anh em rồi nha. Đó, ok, bây giờ cuộc hành trình xuất phát nha. Hồi gọi chung vô tiền nè. Giờ là bắt đầu ra khơi ha. Đó, đó, đi kiếm cá về không? Đi kiếm cá về nha. Anh Út xin nướng cho fan với Sương Phan. Sương Phan nướng cá. Anh có con tôm Sương Phan lấy không? Chưa cầu con tôm xíu nè. Con xin cho nước mấy bạn. Cái này cho đi bỏ này luôn đó bên đây. Giờ dạ, dọc vô luôn như này. Quá đã. Hút tiền hứa với fan á là Hút tiền sẽ dắt fan đi câu cá. Hôm nay là Hút tiền coi như là cùng với là anh em đi câu cá ở New Orleans, đồng thời để cho fan biết Hút tiền câu ra sao. Cho bóc bồi bỏ xuống cá đó ăn kéo lên. Úc dễ gì không ạ? Úc Điền là người mà chuyên gia đó là sống cần câu đó là Technique đó là ở river nha, ở dòng sông với đêm á. Đó. Con này câu biển. Con này câu biển á là cứ chạy ra ăn cá bỏ mồi vô biển là cá bao la. Anh tưởng Úc là dắt đi câu chút xíu. Chút xíu nó kết miếng sao à cái cá bự luôn nha. Đó. Cá nó nhảy ra. Cho con nhảy cái đó. Hả? Có nó nhảy lên đó. Ừ. Tí nữa gặp cá heo á. Đằng sau thì có anh em đây. Đây anh Nguyên. Đó. À. Anh ơi, chúng ta. Hello. Anh Antonio. Captain. Anh Út. Dạ, với anh đằng sau nữa. Trời ơi, vui quá. Rồi chuẩn bị củi lửa nha, xích beo nha. Bị đạn bắt đầu mình chơi lại. Em báo rồi. Lái cái này dễ không bác Khởi? Dễ, giống ngồi khỏe lái xe nữa. Giống lái xe nữa. Lái xe còn chạy ghê tàu dễ. Tàu nó mình sport nó không có cần license gì hết. Dạ. Nếu mà mình chở người ta đi mình thu tiền á thì mình mới là cần lúc đó lấy bằng cấp tận. Còn giống như tàu sport mình có này chơi dưới 100 phút là không có cần cặp tận. Dạ. Cũng chạy đấy. Anh Mỹ mới nói hai cái máy nó bằng Lambo. V12 double engine. Ok, củi lửa chưa?